hướng dẫn sử dụng cây đàn Casio CTK 541. Ta sẽ cắm điện và bật nguồn đàn lên. Nếu như chúng ta bật lên ở cái chế độ normal đầu tiên này thì đàn của mình sẽ mặc định ở chế độ piano. Tức là lúc này thì cái phần tay trái bên này nó sẽ trải được piano. Piano bình thường. Nhưng mà để chơi organ ấy thì mình cần điều chỉnh cái phím này lên cái phím fingo ở trên này. Đó. Thì lúc này cái phần hợp âm này mình lúc nào bấm hợp âm đúng thì nó mới kêu. Đó. Hợp âm đủ là gồm có 3 đến 4 nốt ấy. Đó, ví dụ đô trường nhận. Còn nếu mà mình bấm một phím lên nó sẽ không kêu đâu. Đó. Mình phải bấm đủ hợp âm thì đàn nó mới kêu lên. Thì ở đây là chế độ organ. Thì để chơi được chế độ organ thì mình cần bật trống lên. Đầu tiên là mình sẽ chọn điều, sau đó mình sẽ chọn tiếng. Để chọn điều thì mình sẽ ấn vào chữ rít này. Ấn vào chữ rít. Sau đó mình sẽ nhìn lên màn hình của mình xem cái điều nào nó phù hợp với cái bài đánh của mình. Mình muốn chọn điều cha cha chẳng hạn nhá. Ở đây người ta ghi là 76. Thì cái đàn này nó có 100 điều nhạc cả thầy. Đấy. Mình sẽ chọn 76 là cha cha này. Mình ấn vào chữ rít và ấn số 76. 76. Thì trên màn hình của mình sẽ hiện ra điều cha cha. Đó. Còn khi mà mình muốn sử dụng điều khác nhá thì mình cũng chọn tương tự. Mình nhìn sang cái bảng bên này mình chọn điều tango chẳng hạn. Ở đây người ta ghi là 80. Đó. Thì mình sẽ chọn là 80. Ấn số 80. Thì trên màn hình của mình đây sẽ hiện ra 80 là tango. Sau khi chọn điều ở chữ rít này xong thì mình sẽ chọn sang chữ tiếng. Là chữ tone này. Chọn tiếng. Thì với cái đàn này sẽ có 100 tiếng cả thầy. Mình sẽ chọn tiếng mình cần đánh. Ví dụ tiếng violon này, tiếng trumpet này. Đó. Rồi là đây tiếng sáo này, ví dụ đây mình chọn tiếng sáo chẳng hạn nhé, là số 56. Đây mình ấn nhớ là phải ấn vào chữ to này nhé, sau đó ấn số 56 thì nó sẽ ra cái tiếng sáo 56. Đó. Hoặc là mình sẽ tiếng chọn tiếng trumpet chẳng hạn 40. Trumpet 40 thì ấn số 40 thì nó sẽ ra tiếng trumpet. Sau khi chọn điều và tiếng xong thì mình sẽ chọn sang tempo. Trước tiên mình thử xem cái trống nó vừa chưa nhá. Đây. Ví dụ như mình cảm thấy nó trầm quá thì mình sẽ tăng cái dấu mũi tên này lên, tăng tempo lên nhá. Đó thì trống sẽ đánh nhanh hơn, hoặc là thấy nhanh quá thì giảm xuống ở bên này. Đó, giảm trống. Sau đó thì mình sẽ bật chờ trống nhịp lên, mình ấn vào đây. Vào đây thì ở trên màn hình của mình sẽ nhảy trống nhảy này. Thì khi mình đánh hợp âm xuống thì đàn nó bắt đầu nó nhảy trống nhá. Đó. Mình sẽ nhảy trống. Ở đây có cái đàn dồn trống ở đây. Đây, cái nút dồn trống ở bên này. Đó, hoặc là đây này. Để tắt bật trống. Một là một số chức năng cơ bản khi mình sử dụng organ. Thì ngoài ra cái nút này là nút tăng giảm cái âm thanh của đàn. Mình có thể để ở cái số chỉ này thì âm thanh của đàn to hơn, hoặc giảm cái âm thanh của đàn xuống. Đây. Nút bên này là nút tăng. Còn đây là chế độ bật các cái bài hát được ghi mẫu ở trong đàn. Còn đây là nút này là nút sóng banh, là nút ghi một số cái bài nhạc có sẵn ở trên đàn. Ở đây thì nó sẽ có 100 bài nhạc mẫu có sẵn trong đàn. Mình có thể chọn một bài bất kỳ để mình nghe và luyện tập theo đàn. Ví dụ mình muốn chọn cái bài 39 này thì mình sẽ ấn số 39. Thì ở trên đàn của mình sẽ hiện đúng cái tên của bài 39 này. Đó. Sau đó mình sẽ nghe lại bằng cái nút này. Đó.
tôi lên một đoạn để nghe, hoặc là tôi làm một đoạn để nghe lại cái đoạn đó nó cho nó chính xác hơn. Và sử dụng hai cái phím này để tập luyện. Cái phím bên này là dành cho tay trái và phím bên này dành cho tay phải. Và khi ấn thì trên màn hình của mình ấy, nó hiện đầy đủ số ngón tay này, tempo này, cái bản nhạc ở trên khuôn bản nhạc và cái số phím ở dưới đàn ấy. Cái đàn này thì có thể kết nối qua MIDI làm nhạc, kết nối âm ly máy tính, tai nghe và kết nối với pedal. Thì trên đây là một số cái chức năng cơ bản khi sử dụng cây đàn Casio CTK541. Các bạn có thể tìm được cái video test đàn CTK541 ở dưới phần mô tả. Tôi sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn dễ tìm nhé.